Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày hôm nay, vùng hội tụ gió suy yếu, mưa ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời nắng. Trong khi đó, sáng mùng 5 tháng 9, khi học sinh cả nước dự khai giảng, trời sẽ tạnh giáo. Từ tối mùng 7 tháng 9, mưa dông sẽ quay trở lại và kéo dài đến hết tuần do tác động của giải hội tụ nhiệt đới. Theo đó, 3 ngày đầu tuần, miền Bắc và Trung sẽ khô ráo. Từ ngày mùng 7 tháng 9, mưa dông xuất hiện. Một số nơi mưa to, Nam Bộ mưa vào chiều tối, các ngày mùng 6 đến ngày 11 tháng 9. Trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh ven biển phía Đông và Đồng bằng. Hai ngày cuối tuần, một số tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên độ cao 3.000 mét. Lượng mưa từ 4 giờ đến 6 giờ ngày 4 tháng 9 ở Khánh Hòa, Yên Bái gần 170mm, Phố Lu, Lào Cai 140mm, Nậm Rôm, Sập Sa, Sơn La đều hơn 90mm. Dự báo trong tháng 9, nhiệt độ trung bình miền Bắc cao hơn 0,5 đến 1 độ C và lượng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác, sấp xỉ trung bình nhiều năm.